Xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại phố đi bộ Hàng Mã. Thôi, hai bố con này, hai bố con này. Ê à. Sao? Này, tôm hùm không người kìa, nhìn chưa? Tôm hùm không kìa. Đấy. Đấy hai coi tay nhìn chưa? Đây là phố đi bộ. Rất là nhiều đồ chơi. Đấy. Anh Bi không đi cho anh Bi tiếc nhỉ. Nhiều đồ chưa? Đấy, thỏ thấy đẹp không? Thôi. Đông vui, phố đi bộ Hàng Mã rất là đông vui luôn ạ. À, chỗ phố này, phố Hàng Lược này. Thỏ đang nói chị Hằng chị ạ. Đang đòi chị Hằng cơ. Thỏ ơi, cười lên xem nào. Thỏ ơi, cười xem nào. À, tí nữa có chị Hằng cười lên rồi, tí nữa chị Hằng đến. Cười chưa? Đấy, trống này. Ông ơi, trống không? Thôi Thỏ có kem que hoạt hình rồi, tí nữa mua kem que hoạt hình cho Thỏ nhá. Hả? Thế tí ăn cái ha. Ê. Đi sang dãy bên kia.
hàng đồng giá kìa. Bi đâu không? Bi không đi cho Bi tiếc. Nhiều thứ chơi lắm. Thôi. Thôi bạch tuộc này. Thôi Thỏ, vào đây mẹ cho xem. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đấy, nhiều cái chưa? Đấy, toàn búp bê xinh đáng yêu nhá. Chứ cái này là đồng giá hết à chị? Đây. À. Bạch tuộc. Đi chưa? Đi vào trong kia không? Hay ra nối vòng nối kia? Nối này đang đông, rồi đi vòng nối kia đi. Hả? Mặt sư tử này nhiều đồ quá nhỉ. Con muốn mua cái gì? Mua cái gì? Nghĩa cầm mua cái này cầm cái gì nhá? Hả? À muốn chị Hằng Nga á, tí nữa ra kia để có chị Hằng Nga. Bánh chuối ăn dạ, hot dog phô mai. Cho anh nhìn cô để cô gọi. Thôi cười à, cười với ông cái này, cười với ông. Cười đi. Cười đi điều tí nữa chị Hằng Nga múa cho nhanh. Hả? Này cái nào? Còn này cái nào? Thỏ đang dỗi đòi chị Hằng Nga. Cái nào? Bố phải để con đứng xuống. Bố để con đứng xuống đây. Người nhện à? Không lấy que kem à? Lấy cái nào? Đây này, có cô gái này, Elisa này. Bố đưa con Elisa cho em con. Đấy. Đây đây, đi xa đây nhá. Con được cái gái rồi. Đây này mẹ. Chết tôi rồi chị ơi. Xấu rồi mà đi. Đây, Thỏ cười đi, Thỏ cười với chú Thuận này. Cười đi, không có Eni, có người nhện đâu. Enisa giơ lên cười với chú Thuận này, nhìn điện thoại mẹ. Nhìn. Ôi, đi bây giờ đi bộ, dắt đi, đi. Vui vẻ chưa?
đấy. Ôi trời, cô gái Elisa xinh gái quá nhỉ. Hả? Ăn á? Này bố bắt con vào này. Đi sang phố bên kia, sang dãy bên kia. Anh Bi hôm nay không đi chơi vì cho anh Bi tiếc nhỉ. Anh Bi lười đi bộ. Đây này bao nhiêu đồ? Ai đi sang chỗ này. Chỗ này có đường hoa gì ấy. Ha ha.